cách đây hơn 60 năm, những phát hiện tại di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu đem lại tiếng vang rất lớn, trở thành một trong những khu di chỉ lớn nhất và có tầng văn hóa dày nhất nước ta. Hàng nghìn hiện vật quý hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Vĩnh Phúc và nhiều bảo tàng khác trong cả nước. Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu nằm trên Gò Đậu thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, có diện tích khoảng 62.000 m². Di chỉ được phát hiện vào năm 1962. Ngày hôm nay, các bạn cùng Phương Thúy khám phá di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu để hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử mà di chỉ để lại nhé. Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu nằm trong địa bàn của thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Di chỉ khảo cổ được phát hiện năm 1962 và qua 7 lần khai quật thì đã phát hiện ra 2 bộ di cốt cổ của người Việt cổ và cũng minh chứng rằng là nơi đây đã sinh sống và tồn tại của người Việt cổ từ ngàn đời. Trong các đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật phong phú, đa dạng với đủ loại chất liệu từ đá, xương, sừng, gốm, đồng thuộc các giai đoạn văn hóa khác nhau, thể hiện rõ nét đời sống văn hóa, sinh hoạt của người Việt cổ. Đặc biệt, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 3.500 năm, chứa di cốt của một người đàn ông trưởng thành. Chị ơi, trong 7 lần khai quật thì lần nào được coi là lần khai quật lớn nhất ạ? Trong 7 lần khai quật di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu từ năm 1962 đến năm 2012 thì lần khai quật thứ 6 vào tháng 12 năm 99 là lần khai quật lớn nhất với diện tích là 40 m². Trong đó thì 20 m² đã đào đến sinh thổ là 3,3 m và 20 m là đào tới hố sâu 1 m. Bình thường em thấy là khi khai quật thì sẽ có những cái hố gọi là hố khai quật đấy ạ. Nhưng ở đây em không thấy và em thấy chỉ có mỗi bia thôi. Thật ra thì các di tích khác ấy mà khi khai quật thì sẽ có các cái hố và bia để mà minh chứng rằng đây đã khai quật lần thứ bao nhiêu và mọi người sẽ thấy được. Thế nhưng mà do là di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu ấy là vẫn được nguyên vẹn và được nhân dân rất là giữ gìn. Do vậy thì để bảo tồn cái không bị xâm lấn trên bề mặt và ảnh hưởng đến di tích nên là các nhà khảo cổ, cái thứ hai nữa là các cơ quan chức năng là cho là lấp cát để bảo tồn cái không bị khai thác trên bề mặt và không ảnh hưởng đến di tích. Trong những lần khai quật đó thì lần nào chúng ta tìm thấy được những cái hiện vật, những cái di vật được coi là quan trọng nhất ạ? Qua 7 lần khai quật thì cũng đã phát hiện rất nhiều là di vật cổ và đặc biệt năm 1999 và năm 2012 đã phát hiện 2 di vật, di cốt của người Việt cổ nằm ở phía bên kia. Chị mời em. Những phát hiện của ngành khảo cổ qua nhiều lần khai quật ở di chỉ Đồng Đậu chứng minh từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc ở Yên Lạc đã có con người sinh sống. Từ những di vật khảo cổ được phát hiện, Đồng Đậu được định vị như một di chỉ cư trú của người Việt cổ. Trải qua 4 giai đoạn văn hóa khảo cổ, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Muôn, Đồng Sơn, các nhà khoa học đã phác họa bức tranh đa diện, sinh động về một làng cổ thời Hùng Vương, về con đường phát triển của các nền văn hóa tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng. Đây là hố thám sát thứ 2 và đã tìm thấy di cốt của người Việt cổ năm 1999. Khu vực này đã tìm thấy 2 di cốt của người Việt cổ. Đó là một minh chứng chứng minh rằng người Việt cổ đã tồn tại và phát triển tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc từ rất lâu đời rồi. Hiện nay, huyện Yên Lạc đang triển khai dự án công viên Đồng Đậu nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành bảo tàng hóa di tích khảo cổ học Đồng Đậu. Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, xây dựng các hạng mục trong diện tích quy hoạch hơn 5,4 hectare, bao gồm tạo lòng hồ và xây dựng công viên cây xanh, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, tạo mặt bằng để từ đó tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo. Đây là hoạt động thiết thực để tôn vinh những phát hiện di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu và từng bước đem giá trị văn hóa khảo cổ đến với công chúng. Nếu có dịp về với mảnh đất và con người Yên Lạc, Phương Thúy tin chắc rằng trải nghiệm khám phá về giá trị của di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu
sẽ mang lại cho mọi người những kỷ niệm không bao giờ quên đấy.